hôm nay cuối tuần nên mình dắt cả đám team mình đi bơi bạn ơi. Mà đi bơi thì mình quyết định là thực hiện một cái trò chơi nhỏ nhỏ cho cả đám luôn nha. Đó chính là trò chơi hồi sinh, cái trò chơi tay nhanh hơn não phiên bản hồ bơi bạn. Hồ bơi và lụm nước ngọt nha. Đây ở đây là mình chuẩn bị là 12 loại nước ngọt các bạn. 12 loại. Thằng Bảo với lại Thới là không biết bơi nên là quyết định là không có chơi được nha. Chỉ có 4 người chơi thôi, đó chính là thằng cu Tí nè, Quang, An với lại thằng em mình thôi, 4 người chơi nha bạn. Rồi trò chơi rất là đơn giản bạn. Ở đây là có 12 cái loại nước ngọt. Mình sẽ quăng 12 loại nước ngọt này xuống cái hồ bơi 1m8. Sau đó mình ví dụ như mình kêu tên là cái Fanta thì cả đám 4 người sẽ nhảy xuống lụm cái lon Fanta này. Ai lụm đúng lon Fanta là hưởng ngay 50k. Còn mà ai mà khi Fanta mà lụm lộn cái Coca hay Sting gì đó là sẽ phải ăn một miếng mù tạt nha. Và đặc biệt là người nào mà bơi kém mà đi cuối cùng, ví dụ như lặn cuối cùng lên bờ đó là sẽ phải ăn một cái trái ớt nha. Một miếng thôi. Đúng rồi, trái chết thiệt luôn. Ok, cắn miếng ớt nha. Rồi mình sẽ quăng 12 chai nước ngọt này ra giữa hồ nha bạn. Không, mình đã xin phép với trò chơi. Đây, lấy lại đây cho anh đây. Đây tới. Đây. Lấy lại đây. Xin phép này rồi, dục ơi chúng ta chữ anh. Dĩ nhiên rồi, nước ngọt này là mình xin phép ở đây rồi mình mới dám quăng các bạn, chứ không là ta chữ liền á. Phải quăng, có bãi đồng giờ. Tùm. Nước ngọt cũng bãi nữa hả? Em tùm. Rồi, ai có bao vậy? Đây. Ok, đủ chưa? Dạ, đủ rồi. Đó, ok, bây giờ là có những chai nó chìm và có những chai nó nổi là hên xui nha các bạn. Và chúng ta sẽ mở màn bằng size 2. Xong vậy đi. Vô nghe xin hai vậy đi. Chiên ăn à, không ai không nhắm kìa. Thấy không? Về lẹ đi chứ. Ở đây đang dán nè. Thấy không? Thấy người ta có người lụm rồi. Ai mà lên bờ cuối cùng là phải ăn ớt nha. Rồi, tới ăn ớt rồi. Rồi, tí là nó lên bờ cuối cùng, bạn ớt. Còn Quang là ông bấm đúng rồi, lộ luôn ngay 50k luôn đại. Anh không biết rồi, không rồi. Cái này rớt hả? Ở vậy hỏi cũng được. Rồi anh Tí là đi người đi cuối cùng nè em. Làm miếng ớt cho anh em cho nó cay họng lên, cho nó nóng người lên em. Ăn luôn, nuốt luôn. Được không? Nó có ăn phải nhả rồi. À rồi ok, nút cái cho em coi coi. Cho nóng người lên đúng không? Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ uống. Tôi sẽ lấy là cà phê đen. Ăn thấy rồi. Cà phê đen mà. Cà phê đen. Lên ăn, em lên cuối là em ăn ớt á. Rồi ăn quá hay luôn bạn, nó thấy cà phê đen nổi lên bền nó lụm được rồi. Còn Quang thì ông thưởng cà phê đen đằng kia, ông bơi đằng kia ông lụm, cái đó là cà phê sữa nha. Đây cà phê đen là cà phê nó đang khui như vậy đó bạn ơi. Vậy là hưởng ngay cho anh ăn 50k Bảo. Có liền, đưa liền, mình trao liền mà. Rồi ăn 50k lụm cà phê đen luôn. Còn thấy ớt hùng về ai đâu rồi. Rồi thấy ớt hùng về ông Quang nha. Làm miếng cho nóng người lên. Nhiều miếng đi, ít hơn tí đâu được. Rồi đi bơi mà ăn ớt là rất là nóng người luôn các bạn. Dứt nha, chuẩn bị bây giờ là tới Coca Cola. Ăn thấy rồi. Đồ. Mình được phép dành lộn nhau với nước mà. Thằng ăn lụm xì tiến rồi, Ủa, thằng ăn lụm xì tiến rồi, mấy nãy chạy kìa là sao ta? Rồi, kết quả là cô ăn lụm xì tiến. Còn Quang là lụm đúng Coca Cola các bạn ơi. Lần này là chỉ có ăn lụm sai thôi, lụm xì tiến. Lấy mù tạt luôn. Ăn không mà, có gì chấm không? Chấm ớt ha. Rồi, ok. Sao, nóng người lên không? Nóng không? Còn nói lên lời luôn. Uống nước nhắc nhiều. Rồi, ông Quang 50k chưa?
Rồi ok. Vậy nãy giờ mới con ăn 50k, quen 50k thôi à? 100k rồi. À ok, tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ lộn monster. Monster rất là xa nha. Tí làm gì tí. Ủa monster ở đâu ạ? Monster. Quỷ tí nó lướt nó ve đó các bạn, nó cảm thấy là lộn không được rồi nó bỏ. Má ông bề khỏe quá. Rồi kết quả là ba thằng cu là nó bó tay các bạn ơi. Nó thấy Quang vừa lụm lon monster là nó đầu hàng hết luôn. Nói chung là người lụm được mà lại là người thắng cuộc nên không có phạt ăn ớt nha. Rồi hưởng ngay 50k luôn Bảo ơi. Nhanh dữ rồi ta. Ghê hả? 150 hả? Sao trò này dễ kiếm tiền chứ hả? Ok vô ok chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lụm Fanta nha. Fanta. Ăn hãy rồi, ăn hãy rồi. Fanta cam. Ủa, ăn lụm gì ăn? Fanta, Fanta cái đó là Mirinda đó em, ăn sai rồi, ăn sai rồi. Rồi. Fanta cam, chỉ có một Fanta duy nhất thôi. Cái đó là Mirinda đó em. Rồi, ăn qua có lụm được Fanta tiếp tục mấy bạn ơi. Mấy cô lại tiếp tục đầu hàng nha. Rồi, kết quả là cô An đã bóc sai Mirinda các bạn. Mình đã đọc rõ ràng là Fanta và Fanta là chỉ có một lon duy nhất là Fanta cam thôi. Và ăn nó bóc Mirinda xá xị rồi cũng sai rồi. Rồi hưởng ngay một cái... Ra quá cút. Rồi sai luôn. Chị bên kia nhảy xuống lượm. Chẳng còn cơ hội mà. Rồi kết quả là ông quen lượm trà pha cút. Ông tưởng đâu là Fanta các bạn ơi. Bảo lấy quà lại cho hai bạn coi. Rồi hai bạn tự xử luôn, qua sắp bì. Ăn gì anh? Qua sắp bì lấy tay liếm cái ăn à. Ờ, ờ, quất. Rồi kết quả là tí bóc đúng Fanta bạn. Hưởng cho tí tiền liền à, bảo. Tí không có gì ngoài cơ hội. Tí cơ hội 50k lên. Ok, hai chai này là bị bóc sai các bạn, quan xuống tiếp nha. Lên sao hả? Đâu, không đâu lên sao đâu, tí lên sao. Rồi, chuẩn bị nè. Bây giờ chúng ta sẽ lượm trà hoa cúc. Tí rồi, tí rồi, tí rồi, tí quá nhanh luôn. Gòn ăn không minh, lên trước rồi nè. Nước kìa, sao nước kìa. Tí uống nước cái gì à? Anh mới dùng chào hoa cúc, anh còn kêu chào hoa cúc. Vậy mới nó mới được gây cắn á em. Hiểu không? Gây đó là gây tâm lý á. Rồi tí hắn hưởng tiền cho tí liền Bảo ơi. Tí này bội thu rồi. Rồi tí lượm hai lon liên tiếp luôn. Rồi bây giờ sẽ là xì tin đỏ. Có xì tin đỏ xì tin dâu á. Gì? Thu đầu hàng rồi. Thương đầu hàng rồi, Quang cũng đầu hàng luôn rồi. Có danh lộn với nước mà chạy gì? Gì tí là lụm được tiếp hả? Được phải không? Cái lụm xe đỏ mà không biết cái gì đỏ á. Được phải không? Nó mới vừa hạ xuống rồi. Sao vậy? Nó lụm cái chai gì nó mới hạ xuống rồi. Rồi qua sẽ bị cho tí luôn. Ba người này vẫn còn cơ hội nha. Xì tin đỏ anh tí sai rồi. Xì tin dâu. Chị tên dâu dính nhộn. À, nó lồ. Nó lồ Quang. Vậy là ông Quang phải ăn ớt rồi. Bảo. Tiền cho anh liền Bảo. 50k cho anh tí cơ hội. Tí gian xảo. Nó lộn nó xin tinh đỏ mà nó bỏ trong quần đó bạn. Rồi cả ăn cá cho nóng người lên. Rồi ok. Nói chung là chúng ta đã có được một kinh nghiệm rất là xương máu là tí là nó là tùm gian xảo nha. Không nên tin tưởng nữa nha mấy đứa. Còn hướng đầu hàng hả? Rồi hướng đầu hàng rồi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ lượm cái lon kế tiếp đó chính là Mirinda xá xị.
Ăn ăn và thốc lại, ăn và thốc lại, lên lẹ ăn. Lên lẹ luôn. Ok chưa? Hiện tại là thằng em mình là nó đã liệt giường đó rồi các bạn. Nó mới về thôi. Nó hơi yếu á. Ok, bây giờ chỉ còn được 3 người chơi nha. Lo kế tiếp của chúng ta sẽ lộn đó chính là xì tin vàng. Cái gì? Tí làm gì á? Ăn me được rồi, ăn me được rồi. Rồi anh ăn của chúng ta đã được lon thứ hai các bạn. Cảm giác nghe sao vậy ạ? Mệt quá hả? Đã chơi ngu quá, mũi xuống nước vô đủ mũi. Rồi chúng ta còn 3 lon nữa là kết thúc cái video này. Nó trôi rồi. Ok chào mấy em, hôn cho nữa hả? Đồ. Còn có 2 lon. Ok nha, chuẩn bị nè. Rồi lon tiếp theo của chúng ta sẽ là Melinda Sun. Tí rất là nhanh và nguy hiểm luôn. Thằng Hương thì đang đuổi heo nhưng mà tốc độ bơi chậm hơn. Còn ông Quang với ông An thì đang từ bỏ. Chưa thấy. Nó dưới nước á. Melinda Sun. Ngay chỗ khởi á, ngay chỗ khởi á. À thằng An đã lao xuống nước để đi tìm lon Melinda Sun. Ở đây nè, ở đây nè. Vậy hả? Rồi quay nó lao xuống tốc độ ánh sáng. Quay đây nè Thái ơi, quay đây nè. Đúng rồi. Tí chết rồi, tí chết rồi, tí chết rồi. Tí sao rồi? Phản chưa ai lụm được hết, nó cho bắt tiêu rồi. Rồi anh em mình với lại cô An là đã đầu hàng lên trước rồi các bạn. Nó cảm thấy là từ bỏ. Quang ơi, bị tí lừa nữa Quang ơi. Tí lừa nữa rồi. Lại bị tí lừa nữa rồi. Nói chung là chúng ta đừng có nên tin tưởng cái thằng tí nha các bạn. Nó không phải tin nó được. Rồi 50k. Nó đã giấu vào trong quần nữa các bạn. Rồi anh Quang nó bị đã bị tí lừa nha các bạn. Lừa tập 2 luôn. Tiếp tục phan ớt rồi. Rồi chai nha. Rồi đưa ớt cho Quang luôn. Làm liền cho nóng người. Đồ ăn nguyên chai luôn. Ô một like luôn, quá chịu chơi luôn các bạn. Dù bị lừa, à cái này là bị lừa 2 lần đến cay quá mà. Cay gì luôn rồi hả? Nói chung là bị em lừa 2 lần thật sự rất là cay luôn rồi. Tí làm gì tí? Rồi tí ói rồi. Rồi ok còn 3 người, bớt tí gian xảo rồi. Bỏ nó đây, còn 3 người dễ chơi. Rồi còn 2 lon cuối cùng đó chính là cà phê sữa và Pepsi nha. Chuẩn bị nè. Pepsi. Rồi gì á hai này? Đầu hàng. Ủa gì á? Rồi Quang lụm được rồi, Khu chạy thiệt là lẹ luôn các bạn. Rồi bây giờ là lon cuối cùng, là lon này là lon tốc độ nha. Lon này cho chiến đấu với anh. Đúng rồi, lon này là lon cho giành lộn với nước nha. 1 2 3. Bắt đầu. Để dính chân rồi. Dính gì? Hơn, dậy hơn, dậy hơn. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Sao lại quăng? Nước ngọt rồi lại quăng. Giờ lại có cái clip giếp. Thôi đó, thôi làm lấy tay em đỡ vậy nè. Anh đồ. Hương bị gáo cạn hơn, nước ngọt còn quăng. Tay em hả? Không có đâu có cái đắt lên mốt. Tay em. Nó lại không. Mẹ nha. Không sao. Rồi, nói chung là kệ cho Khương thắng luôn 50k gỡ gạt các bạn ơi. À, nói chung là An nó bị trúng Minh Hông hay sao các bạn, không bị gì hết nha. Không sao. Cô đầu gì không nghe gì hết đúng không? Không sao. Không công, lỡ cái gì tới già chắc hư sổ não. Là kết quả là ông Quang được 5 chai. Và 2 cú lừa. Nói chung là bị lừa, tí lừa 2 cái rất là cay luôn, quất nguyên tí ớt luôn bạn, cay quá mà. Để nhảy cái chai đó phải bay được. Nãy là gọi là gì? Nãy là gọi cơ hội của em, hai người đang ngồi. Nói là tí gian xảo là nó lừa 2 lần và cơ hội được 2 lần. Kết quả là được 4 lon, 200k. Chưa bơi đâu bọn ai đâu. Còn ăn thì được 3 lon nữa các bạn. Một lon xì tin, một lon Pepsi, ấy một lon. Với lại lon cà phê sữa văn trong đầu nữa. Ăn được 3 lon lượng nha. Còn đại mà là nó bị đuối quá, cái não nó hoạt động không được tốt các bạn. À vậy mình kết thúc như đây. Nói chung là bây giờ hôm nay là cuối tuần dẫn cả đám đi bơi. Nói chung là cũng khá là vui và cũng khá là đừ nha.
Bạn nào thích video này hãy nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Ủa anh? Đây bỏ tao quần rồi. Chai xì tin chứ chai này nè. Bỏ tao quần rồi được uống chai của nó.